Chặt mít đây, đi thể dục sáng ra thấy quả mít chín nên là đi chặt mít. Wow. Ủa, nó ăn đi đó. To quá chưa? Ôi, nặng tiến to quá nhỉ. Này. Tiến to quá như thế này. Mít này già đấy này. Già chín này. Ừ rồi. Chín này. Kể ra chặt hôm qua rồi này, chín quá này này. Thơm nhỉ. Vào xử lý quả mít này. Các bạn ơi, nay mình vừa chặt quả mít xong, bây giờ mình đi quay cho các bạn xem vườn chuối nhà mình nhá. Ông xã đường cơ đi dọn chuối này, nào cho những vùng chuối. Các bạn nhìn những cái vùng chuối nhà mình này. Đấy. To chưa? Đủ độ rồi. Đi vặt dừa nữa các bạn ạ. Trông nhiều nải nó thưa thưa này này, đẹp ấy nhỉ anh Năng nhỉ. Nó dày lại kho thưa nhưng mà thưa này. Các bạn nhìn này. Bây giờ nó ra nhiều buồng như thế này nữa này. Đây, trông chuối này. Người đi đâu thì ngõng đi đấy nha các bạn này. Đó, đó. Người đi đâu ngõng đi đấy nha. Đấy, nó như kiểu nó đánh động người ăn trộm ấy. Dài chưa? Đây mình cho các bạn xem hôm nay dọn vườn nó có vườn chuối. Đây này, các bạn nhìn này. Wow, cái bùn chuối này. To như này. Mít. Bao nhiêu buồng, thêm buồng nữa. Đấy. 1, 2, 3, 4 3 buồng. Đâu, cái buồng này cũng to. Buồng kia to hơn. Buồng kia trồng, mãi trong kia rồi. Đẹp đi. Bây giờ đi ra mãi tí nữa ở kia. Ôi dồi ôi. Đây, ông xã đi chặt dừa từ cơn nào thôi mà cơn này một thao dừa kìa các bạn kìa. Rồi, cho kìa. Đi chặt dừa mà không gọi. Wow. À thế à. Chặt buổi sáng nó ngọt à. Ông xã đã đi chặt được một là thao dừa to như thế à. Nặng đấy, thấy chưa? Các bạn nhìn. Rồi. Đi chặt chả gọi gồm cái gì qua. U rồi ôi nhiều dừa chưa. Chặt buổi sáng thì dừa ngon lắm các bạn ơi. Đấy. Hết một cây một xuồng phao răm luôn. Đấy. Wow. Mình mày mãi đi thăm vườn thế nào ông xã ông đi chặt từ cơ nào ấy. Yeah, vườn nhà mình nó ra đến đấy các bạn nhé. Ao nhà mình. Đấy, quang cảnh cho các bạn nhìn buổi sáng ra. Wow.
Giời ơi, một pháo dừa luôn. Thấy chưa? Thoải mái ăn nha các bạn nhé. Một pháo dừa luôn. Wow, nhiều thật, cả dừa già, dừa non nhỉ. Ui dồi, nhiều thế, cái cây này nhiều nhỉ. Nhiều quả thế này. Đấy, cái này mình sẽ khoan vào các bạn ạ. Đây các bạn này. Đấy, bây giờ du vào để ăn dần các bạn nhé. Các bạn nhìn à, mái dừa mà. Nhìn vườn nhà mình. Nhiều cây ăn quả, đu đủ rồi rau, mướp. Mình cái dàn này mình một dòng mà không ít quả lắm các bạn. Nhưng cái dàn dưới kia thì nhiều quả lắm. Dàn này thì thưa thưa quả thôi, nhưng mà dàn kia này nắm quả lắm. Đấy, lại một tiếp một xe nữa đây này các bạn. Ba xe các bạn ạ. Ba xe dừa. Đấy, ui. Đấy. Gì đấy các bạn? To lắm. Mình lại chụp cho các bạn cây quả sung của mình này. Đấy, trông ra xài chưa, chi chít quả luôn. Trước thì đã phải đi bộ đã các bạn. Thế này là bộ ra để mùa này. Mời các bạn nhé, ăn đã đi các bạn ơi. Còn đây tính sau. Wow, ngon chưa? Mời các bạn đi. Ăn đi. Ngon lắm. Rồi luôn. Hay mọi hôm thì bóc ra, hôm nay thì ăn trước đã. Xong rồi bóc sau. Mưa đấy, lại chuẩn bị sớm ủ đến nơi này. Trời nó mát lắm, gió to luôn. Ăn đã các bạn nhé, xử lý cái này sau. Ê, nhiều lắm, ăn nó ngon. Ơi, ngon hả? Xong còn đây xử lý vào làm sữa chung mít, sinh tố mít, ngon lắm nhỉ. Yeah.
đâu nó chảy mật thế này này. Nhiều mật chưa? Nhận ngồi. Đấy, sổ mù to rồi đấy. Cái này dễ mưa nhé. Nó rất dạ. Còn tây bóng. Mít vườn chặt ra chín là ăn ngon vậy các bạn. Không phải giống riêng gì. Chín cây. Đúng, chín cây luôn. Ừ, cho miếng nữa. Không, không ăn nữa. Chào các bạn. Không ăn nữa. Chạy vào, chuẩn bị mình là còn phải đi chặt à, cắt mướp kia các bạn này. Các bạn nhìn được xong những người mướp này. Đấy. Nên mình cho bệnh mình phải đi cắt mướp rồi các bạn. Ăn ngon quá. Sẽ bóc mướp các bạn, bóc mít các bạn nhé. Giờ thì mình sẽ bóc mít ra cái này nhé các bạn. Để mình làm sinh tố và làm sữa chua mít các bạn ạ. Đấy. Thì quả mít mình sáng nay mình vặt và mình sẽ vặt dừa rồi đây các bạn. Hôm nay đi ra vườn dọn vườn và thấy quả mít thì lấy đi chặt dừa về để ăn rồi quay cho các bạn xem một vườn nhà mình.